tiền tài của ba con giáp Dậu, Hợi, Sửu sẽ bị ảnh hưởng bởi những điều này trong nửa cuối năm nay. Tuổi Dậu. Người tuổi Dậu có ý thức nhạy bén về tiền bạc và họ luôn có thể khám phá những cơ hội kiếm tiền mới. Nhưng họ cần tránh những rủi ro không cần thiết vì lòng tham, đặc biệt khi phải đối mặt với cám dỗ làm giàu nhanh chóng. Người tuổi Dậu thích hợp tham gia vào lĩnh vực kinh doanh và bán hàng nhờ sự khôn ngoan và chăm chỉ, họ có thể thu được lợi nhuận hậu hĩnh. Tuổi Hợi. Người tuổi Hợi nổi tiếng là người chính trực và khiêm tốn, họ có thể sử dụng danh tiếng tốt của mình để gặp gỡ được bạn đời trong quá trình tìm kiếm tiền bạc. Người tuổi Hợi nên tránh đầu tư vào những lĩnh vực mình không quen hoặc vượt quá khả năng của mình để không mang đến những rủi ro không đáng có cho bản thân và đối tác. Họ nên tập trung vào lĩnh vực mình biết và giỏi để có thể vững vàng hơn trên con đường kiếm tiền. Tuổi Sửu. Người tuổi Sửu thường phù hợp với mô hình công việc ổn định và lâu dài. Thông qua nỗ lực và tích lũy không ngừng, họ có thể dần dần xây dựng được nền tảng tài sản vững chắc. Họ không phù hợp theo đuổi những công việc đòi hỏi sự thay đổi thường xuyên hoặc có tính sáng tạo cao, đồng thời nên tránh dễ dàng trở thành người bảo lãnh cho người khác để không vướng vào những rủi ro tài chính không đáng có.